Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo tập quán của người Việt động thổ, cưới xin hay nhập trạch, chuyển nhà là những sự kiện quan trọng. Đặc biệt khi chuyển nhà cần xem ngày kỹ lưỡng vì nó liên quan trực tiếp đến số phận, gia đạo, cuộc sống của những thành viên trong gia đình sau này. Chuyển nhà vào ngày tốt sẽ giúp đón rước nhiều may mắn, tài lộc trong chuyện làm ăn cũng như trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chuyển nhà tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chuyển nhà trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chuyển nhà trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác chuyển nhà được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết về lễ chuyển nhà nhé. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày chuyển nhà. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chuyển nhà ở tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày chuyển nhà phải đáp ứng được các tiêu chí như sau. 1. Ngày kỵ chuyển nhà, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, trực bình, trực thu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sứ đại thời, tứ phế, ngũ mộ, quy kỵ, vãng vong. 2. Ngày hợp chuyển nhà. Ngày tốt chuyển vào nhà bao gồm những ngày là thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, thiên nguyện, thiên ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân dịch mã, thiên mã, trực thành, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất chuyển nhà trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 âm lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày dương công kỵ trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt phá là những ngày ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 9. Ngày trực bình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được.
10 ngày trược thâu là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 11 ngày trược bế là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. 12 ngày kiếp sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 13 ngày tai sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 14 ngày Nguyệt sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 15 ngày Nguyệt hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 16 ngày Nguyệt yểm, trong tháng 11 Nguyệt yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 17 ngày Thiên Sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 18 ngày Đại Thời là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 19 ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 20 ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 21 ngày Quy Kỵ là ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần và 22 Nhâm Dần. 22 ngày Vãng Vong là ngày Tuất, bao gồm mùng 6 Bính Tuất và 18 Mậu Tuất. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc chuyển nhà cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23 ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân. Ngày Thân trùng ít hung tinh, nhiều cát tinh. Đây là ngày đại cát chuyển nhà. 24 ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá, ngày tai sát không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn là ngày tốt, ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày sát chủ nên không dùng được. 25 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm 17 Đinh Dậu trùng với ngày Thiên Sứ và ngày Trược Thu nên không dùng. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương nên không thực hiện công việc gì. 26 ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 27 ngày Thiên Nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 28 ngày Nguyệt Ân là những ngày Giáp, bao gồm mùng 4 Giáp Thân trùng với ngày Thiên Đức Hợp đã xét ở trên, ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày tai sát nên bỏ qua, ngày 24 Giáp Thìn, ngày nhiều cát tinh, rất tốt trong ngày động thổ. 29 ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và ngày Ất. Ngày Giáp trùng với ngày Nguyệt Ân đã xét ở trên, ngày Ất bao gồm mùng 5 Ất Dậu trùng với ngày Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng. Ngày 15 Ất Mùi trùng với ngày Nguyệt Sát và ngày Đại Thời, xấu nên không dùng. Ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát. Như vậy không chọn được ngày nào đẹp theo tiêu chí này. 30 ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày sát chủ nên ta không dùng. 31 ngày Sơn là ngày Mão trùng với ngày Thụ Tử, sát chủ trực bình, rất xấu và không nên chuyển nhà vào ngày này. 32 ngày Dịch Mã là ngày Dần trùng với ngày sát chủ nên không dùng. 33 ngày Thiên Mã là ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu là những ngày đẹp để chuyển nhà. 34 ngày Trực Thành là ngày Thân, bị phạm nhiều sát chủ không dùng. 35 ngày Trực Khai là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất trùng với ngày Vãng Vong nên không xét tới. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt chuyển nhà trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc chuyển nhà đó là những ngày tốt sau. Ngày 12 Nhâm Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý Dậu và những người có thiên can là Đinh. Ngày 24 Giáp Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý Dậu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 4 Giáp Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 16 Bính Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. 5. Ngày 28 Mậu Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. Ngày 21 Tân Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. Đó là những ngày cát lành chuyển nhà trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!